Vâng, và một lần nữa thì em xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các nhà đầu tư. Tiền của người Tây Nguyên, hôm nay em đang có mặt tại xã Ia Clop, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị về một cái mẫu sản phẩm là đất rẫy nha quý vị nhá. Vâng, và hiện tại bây giờ vị trí mà trọng tâm mình đang đứng thì có là cách ủy ban nhân dân xã Ia Clop là hiện có 2 cây số, và trường học cấp 1 và cấp 2 là khoảng 2 cây số đủ lại nha quý vị nhá. Chờ thì cũng gần xã Gia Lộp ạ. Thì cũng tại vị trí này thì đây là cái y tế của xã Gia Lộp nha quý bà con nhá. Và ở phía bên này, đây là một cái trường học cấp 3 đấy, của xã Ia Clop. Và vị trí của mình đang đứng thì cách trung tâm thị trấn huyện Chư Sê là chỉ có 10 cái số thôi nha quý vị. Và đây là cái mặt đường bê tông rộng 3 mét. Và ở dưới đây là xuống dưới tất cả những làng là khu dân cư ở rất là đông luôn nha quý vị nhá. Thì tại vị trí này thì đi xuống dưới cái sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay là đi xuống bằng đường đất nha quý vị nhá. Thì cách khu vườn của chúng ta là được có là 800 mét nha quý vị nhá. Bây giờ em sẽ đi xuống review cho quý cô chú anh chị để cùng xem ạ. Đây. Và đây là cái khu dân cư là ở tới đây nha quý vị nhá. Và đây là một cái nhà của dân ạ. Và hiện tại bây giờ vị trí là đường đất nha quý vị. Xuống khu vườn của chúng ta là đường đất. Điện đài được kéo về cái con đường này là con đường của chúng ta nhá. Mở rộng 3 mét. Và đang là vị trí của đường đất. Thì sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay thì tổng diện tích là được 1 hecta nha quý vị nhá. Thì bắt đầu từ ranh giới của chúng ta, đây là cái vị trí của rào đi xuống là của chúng ta nhá. Và hiện tại bây giờ ở trên đất là gia chủ đang trồng 150 cây bơ bút và 500 cây cà phê. Đây nha quý vị. Đây là bơ nhá. Còn từ bên vị trí bên này là từ phía cà con là bắt đầu từ cái trụ điện này vào tới ở cà lớn và chanh dây. Đó là ranh giới của chúng ta nhá, hết là hết vị trí của cà con, là vị trí của chúng ta là đi thẳng xuống dưới suối. Đấy. Đây là bơ bút nha cả nhà. Bông. Quý vị cũng đã thấy không? Bông rất là nhiều, rất là đạt luôn. Thì sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay á, thì là có cách ủy ban nhân dân xã Gia Lốp là chỉ có là 2 cây, và trường học cấp 1 và cấp 2 là nằm 2 cây đổ lại nha quý vị nha. Và trường cấp 3 thì như ở đầu video trong em đã cũng đã có nói. Đấy. Thì lúc trước mà gia chủ trồng bơ thì là đã trồng hơn 1.000 trụ tiêu nha quý vị nhá. Đất đỏ là đất đỏ Ba Giang. Đấy, là cho gia chủ cũng có nói là tới mua là thu tiêu á, là vườn tiêu này là rất là đẹp, cũng là rất là sai. Trại thu được là được hơn 1 tấn nhân nha quý vị nhá. Nhìn cũng là rất là đẹp đúng không quý vị? Đất đỏ Ba Giang ấy. Thì gia chủ cũng không muốn bán, nhưng mà vì hoàn cảnh thì gia chủ cũng chấp nhận sang lại cho chủ mới để gia chủ đầu tư làm lại ở trong chỗ kinh tế khác. Đấy, đó là ranh giới của vườn bơ của chúng ta tới đây nhé quý vị nhé. Tới cái vị trí này là bắt đầu ca từ cà phê qua hất qua bên kia là của người khác nhé. Vào một khu vườn thì cũng là rất là thích.
thì hiện tại bây giờ ở trên đất còn có thêm một ngôi nhà cấp 4, cũng là rất là đẹp và cũng rất là thoáng, để cho quý cô chú anh chị sở hữu sản phẩm về cũng là rất là ưng ý luôn, và cũng có thể là mình chăn nuôi ấy heo gà đúng đấy. 150 cây bơ bút và được 500 cây cà phê, và cà phê nhỏ thì chỉ có cỡ 100 hoặc 150 cây thôi, và còn lại là cà phê lớn nha quý vị, đang trong quá trình thu hoạch nhé. Kinh doanh rất là mạnh ạ. Như quý vị cũng đã thấy, cũng rất là đẹp luôn đúng không? Thì em lần đầu tiên em vào trong khu rẫy thì thấy cũng là rất là được mắt, và giá cũng rất là rẻ nữa. Và vị trí và đường đi lại rồi cũng là rất là thuận tiện, cũng là khá là đông khu dân cư. Đấy, mình ở đây tuy ở rẫy thôi, nhưng mà nếu mà ở thì ở trên, cách trên mình cỡ khoảng 50m thì là anh chị em dân cư ở rất là đông. Đấy, cho nên là không có sợ một cái gì cả. Và vị trí của cà của chúng ta kìa, đấy là cà lớn đấy nhá, còn ở trên là đang trồng là cà nhỏ nhá quý vị. Nếu con đường này thì mùa mưa thì xuống thì cũng không có trơn đâu, mình không có sợ, tại vì gia chủ ở đây cũng là mấy chục năm rồi, cũng là quen, nói chung là ngôi nhà này là ngôi nhà chính. Bơ nha quý vị, còn ở vị trí ở dưới là một cái ruộng nước rất là nhà là ok. Và hiện tại bây giờ nhà ở tại khu vườn này á, là gia chủ tưới, mỗi lần tưới là người ta sử dụng giếng nha quý vị nhá. Giếng rất là nhiều nước, rất là vi vu. Đây là cái căn nhà cấp 4 mà nằm trên sản phẩm của chúng ta nhá. Rất là đẹp phải không cả nhà. Vào ở trong nhà thì nhìn thấy cũng là rất là khá là ok. Chỗ này thì ngồi nhậu hay là dành cho những anh chị nào ấy mà hay nhậu á, buổi trưa hay buổi tối hay buổi sáng gì cũng là rất là mát mẻ luôn. Và ở vị trí ở sau nhà cũng chúng ta thì gia chủ cũng đã làm sẵn ấy là như là một chuồng heo đây nha quý vị nhá. Đây, chuồng heo, vị trí chuồng heo của chúng ta nhá, 1, 2, 3, và ở sau kia là một cái chuồng gà ấy. Còn bếp đồ là người ta hồi đó là nuôi heo, là người ta dùng cái bếp đó để nấu cái heo cho đồ đó. Cũng rất là đẹp, rất là rộng rãi và cũng là khá là thuận tiện để cho quý cô chú anh chị sở hữu sản phẩm. Thì tất cả mọi thông tin chi tiết thì mọi người liên hệ đến với người Tây Nguyên, và người Tây Nguyên sẽ tư vấn và ra một cái giá rẻ nhất để cho quý cô chú anh chị được biết về cái giá của sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay nhé. Đây là cà đang trong quá trình thu hoạch này cả nhà, đẹp, rất là đẹp luôn đó. Và nếu như quý cô chú anh chị nào ưng ý về mẫu sản phẩm trên thì hãy liên hệ đến với người Tây Nguyên. Người Tây Nguyên sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người. Đấy, còn cái ranh giới của chúng ta ở dưới này là tới đây thôi nha quý vị nhá. Và ở sau đó là một cái ruộng của anh chị em người địa phương. Còn cái hồ này là của người ta luôn nha quý vị nhá. Mình là cái giếng ở bên này để mình qua mình
quay cái diện của mình nhé. Thì sản phẩm của chúng ta tới ngay cái bụi lì lè đó, là đi thẳng lên là hết ranh giới của mình nha cả nhà mình nhá. Là từ bụi lè đó đi qua về lại ngược về bên mình là sản phẩm của chúng ta. Đây nha cả nhà mình nhá. Và còn muốn biết về khu sản phẩm của chúng ta ra sao thì tí nữa em sẽ sử dụng một đoạn black cam ấy để cho quý cô chú anh chị nắm rõ hơn. Thấy cái khu vườn của chúng ta là nó vuông như thế nào nhá quý vị nhá. Rất là đẹp và cũng là rất là rẻ nữa. Cũng là rất là thuận tiện để cho quý cô chú anh chị sở hữu sản phẩm. Và đây gia chủ cũng đang trông xem lại các con nha quý vị nhé. Ca mới tự đợt này đợt thứ hai ạ. Thì đây là vị trí của máy nổ để tự ca phê nha quý vị nhé. Nói chung là cái diện này là gia chủ nói là không bao giờ hết nước, tự rất là sướng. Đấy. Đây nha quý vị, đây là vị trí tưới của chúng ta nhé. Và sau đây em cũng xin phép kết thúc chương trình để sử dụng đến một đoàn playcam gửi đến cho quý cô chú anh chị để hiểu rõ hơn nhé. Em xin phép chào cả nhà. Và em cũng xin chúc cho toàn thể quý anh chị có một buổi có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn mạnh khỏe nhé. Và luôn luôn bình an trong cuộc sống nha quý vị. Đây ạ. Thì cũng là rất là đẹp rồi đúng không quý vị? Rất là ok luôn. Đó, thì có gì mọi thông tin thì mọi người cứ hãy liên hệ đến với người Tây Nguyên nhé. Em xin phép chào cả nhà mình ạ.